Ở đây chúng ta sẽ thêm một cái hàm mới, chúng ta gọi là in hằng biến. Muốn đặt tên gì đặt nha các bạn. Và mình enter, mở chương trình, đóng chương trình, được không? Được. Chỗ này chúng ta sẽ khai báo, các bạn sẽ define ở trên. Bây giờ mình define một cái hàng ở đây, define tên, ví dụ như là bi 3.14, bạn print phần trăm f phẩy bi. F9 define, nó đang lỗi ở đây, đóng ngoặc bi bài 1, bài 2, khai báo hàng, chuyển lên trên giúp thầy. Define một cái hàng. Rồi dịch lại. Lỗi gì đây? Define một hằng số. Hả? Rồi, ok. Rồi. Như vậy các bạn chú ý là giả sử mình để cái define này dưới. Mình để define dưới. Được chưa? Như vậy thì các bạn chú ý chỗ này giúp thầy. Define một cái bi. Bây giờ mình cái e đi. Cái e này nè. E của mình lúc nãy đây 2.711. Mình cũng có e. E này là số thực. E này là số thực. Lot e bằng chấm phẩy. Rồi ok. Mình sẽ in cái này là nó là số thực mà, phần trăm f phẩy e hằng biến. Và bây giờ lên trên hàm main mình gọi hằng biến. Bài 2 nó không chạy nữa nha, nó không được gọi cho nên nó không chạy. Ba chấm hằng biến. Chỗ này chúng ta sẽ cho nó xuống dòng cái. Print F xịt N. Tự nhiên mình ghi số 2. E chứ sao số 2. Chạy lại. 3.14, 2.718. Đúng ha? Đúng không? Bây giờ mình sẽ làm thử nè. Trước khi in, mình lấy bi bằng bi cộng 2 chấm phẩy, e bằng e cộng 2 chấm phẩy. Mình in lại lần nữa coi. Biên dịch. Nó báo gì? Lỗi gì? À, hằng biến ở chỗ này bị lỗi cấu trúc. Tức là nó là constant. Be constant.
Cho nên cái này không thay đổi. Và nếu như chỗ này mình bỏ cái lệnh này đi, biên dịch lại, ok. Nhưng nếu chỗ này chúng ta để nó thành constant, biên dịch lại, lỗi. Vậy mình kết luận rằng nếu như nó là biến thì nó có thể thay đổi, còn nếu là hằng thì tuyệt đối thay đổi là nó báo lỗi ngay. Vậy mục đích người ta tránh trường hợp trong quá trình chúng ta sử dụng biến nó có rơi rớt một cái giá trị nào đó vào cho bi hoặc nó vào cái giá trị cho e thì bài toán của chúng ta sẽ bị sai và người ta bắt buộc luôn luôn là 3.14 hoặc là 2.71. Điều đó là bắt buộc, thì ở đây chúng ta phải define hoặc là chúng ta sử dụng từ khóa constant. Như vậy hằng ổn chưa? Hằng số ha. Chúng ta có về chỗ này, chúng ta sẽ demo về hằng. Như vậy các bạn có thấy sự khác biệt giữa define là bi cách ra 3.14 không dấu, không chấm phẩy. Constant thì có kỹ dữ liệu, có gán và có chấm phẩy. Nó khác nhau tí xíu.